Chào các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đến vườn măng cục ở Lễ Thiêu nha. Cái này cũng gần trung tâm thành phố Bình Dương. Đi thôi. Đây là ông chủ của vườn gì quên rồi, vườn măng cục. Trên đây vườn cây mùa u. Vừa quay qua trúng ông chủ đang kéo quần. Tính ra cây cũng to dữ vậy mày. Đây đây. Đó, quá trời. Giờ chưa có rậu chừng nào nó mới chín. 10 bữa nữa. 10 bữa hả? 10 bữa 2 tuần nữa. Trời ơi, cái này giờ phải nhìn thiệt kỹ mới thấy trái mày ơi. Đúng rồi. Mày quá trời nè. Cái lá xanh rồi. Lá xanh tới xanh luôn. Cái vườn măng cục này mới bắt đầu chín á. Nên mình không có thấy trái được. Cái lá xanh tốt quá, thấy trái nó giấu hết trơn. Cái mùa này là mùa được nhiều trái nhất nè. Trời ơi, đây này trái quá trời, mà nhìn vô trái hết. Không, vô trong thì mới trái nhiều quá. Vậy hả? Anh đứng ngoài. Tao đây tao đã thấy trái nhiều rồi. Nó sẽ lớn, nó phủ cho tao. Bưởi. Trời ơi, nó mắc rượi luôn nè. Trời thì đang nóng nực mà vô trong cái vườn cây mát nên đỡ một chút, không có miếng gió luôn các bạn. Ba mẫu chứ. Cái này tới 30.000 mà. Nhìn không biết nào chín nào sống, hường mới là chín. Nó chưa chín hả? Đây là hường. Để giữ cái vườn này hai chỗ lắm. Cái chút đi từ từ hôm qua. Tới hai chỗ để giữ cái vườn này. Cái này nó chưa chín rồi ha. Dạ, chín mình có dấu hiệu mình mới hái được. Còn mình không biết là... Nhưng mà em hái từng trái. Đây. Còn xanh. Nè, lấy mấy này nè. Chưa, từ chút đi dẫn cây dâu nữa. Nè. Vậy hả? Ăn đi rồi chút một tính tiền ba trái gì như vậy. Dâu. Được không? Đây, không biết tiền để chồng. Đây. Wow. Đó. Đảo quá vậy. Chị nhớ hồi xưa có lúc nào á, em cầm đưa xuống anh Lâm á. Cái bệnh bằng bụng trái nhìn mới nhìn trời ơi, sao trái nhỏ dữ à, ai ngờ đâu đúng không, nó nhỏ mà cái quả đây cái lá chuối kìa, vỡ lá chuối hai vỏ luôn. Là đầu đi tham quan dâu nha. Ừ. Anh phải qua cho tôi thấy tôi đấy chứ, tao thấy một anh gỡ qua coi, anh quay cho anh chụp đâu. Thôi dẫn video cho coi. Đi, dầu ở đâu? Đây. Ở đây nó sẽ có 4 khu. Mình đi coi đây là khu thứ nhất. Đi. Còn mê chụp tới kia kìa. Mê gì đó. Mình cậu. Sai lịch sử luôn á. Sai lịch sử luôn á. Phải đúng không? Bởi giờ thấy trái quá trời luôn mà điều nó ẩn mới đây ông không nghe tung tích đi, em bận quá trời qua dầm mưa bệnh quá trời. Dầm mưa hả? Dầm mưa thế chứ em tính được. Trời ơi, nhìn vậy mà sao tao nhìn vô trong đây tao không thấy trái, mà tao nhìn ở ngoài quá trời trái luôn kìa. Đây, tới đây. Chắc nó xa quá nó ẩn không cho bằng, như nó trái nó không có chia được lắm. Đây này nhìn nè, đó gần mới thấy nè. Thực ra nhìn trên cây trái nhiều lắm nha các bạn, mà sao mình nhìn bên ngoài vô trong cái phim mình không thấy gì trơn, nhìn vô máy quay mình không thấy, thì ít á. Nè trái này là còn xanh nè, một chùm 4-5 trái. Ủa đây trên đây ngày hồi mà chị không đi làm hả? Sao gì chị Ninh?
Cái vườn này chủ yếu là trồng cây măng cục, nhưng mà người ta vẫn trồng lẫn lộn nhiều cây khác, trong đó có cây sầu riêng. Đấy, đấy, đây là nó quằn nè. Thấy không? Thấy không? Anh chụp á, chụp. Không có chụp, tôi quay không à. Anh này bên đúc anh về, anh thấy măng cục mê quá, anh cứ đòi chụp hình làm lưu niệm mà anh đâu có biết là mình quay phim. Ở vườn đây người ta trồng măng cục thì nhiều. Nó có bòng bon, nó có dâu, nó trồng sen vô, với sầu riêng, mít. Để hôm mình đi gặp những cái này mình quay cho các bạn xem. Đó, anh cũng vô, anh kêu mình chụp hình. Mà mình quay anh đâu có biết. Mấy trái măng cục này đặc biệt là khi chín nó chỉ mới hường hường, hơi đã đỏ xíu là người ta đã hái rồi. Người ta không có để chín màu đen, màu tím đen giống như ở ngoài chợ bán nghe các bạn. Lúc đầu mình cũng tưởng như vậy mà không phải. Thường thường là ta bẻ rồi. Khi mà nó chín lên đem ở chợ thì sợ nó dập nên ta bẻ trước vậy. Nó mau chín lắm. Sầu riêng nữa kìa. Đây cây mít nè. Coi, có ngọt không mà dớ. Để ăn thử đi. Thử đi biết. Đây, sầu riêng có trái quá trời trên nè. Không chua đúng không? Đúng không? Đúng là cây dâu có tên Gia Bảo ăn ngọt nha. Tên đẹp ghê. Dâu, Gia Bảo. Đây là cây mít thú nữ. Trời ơi, lúc chút, lúc chút. Tố nữ đấy quá trời luôn, từ gốc tới ngọn. Hồi xưa ở nhà có cây y chang vậy nè. Không, nó còn đu đạt đặt gật luôn, không thấy thân. Đây là cây dâu Hà Châu. Có tên riêng vậy đó hả? Dạ. Cái dâu là trái quá trời. Trời ơi trái. Vậy là mỗi lần hái là phải leo vậy đó hả? Ừ, cái này muốn cho rụng lên đất với hải đâu. Không ngọt hay sao? Đâu, nó ngọt. Ngon không? Đây cây dâu nữa nè. Cũng trái quá trời luôn. Thì đấy mới chồng. Để chút lấy cái chỗ chỉ. Chỉ là sao? Cái chỉ chọt lên thì chút đi gì tí. Anh này anh mê quá anh. Chấm lọt hả? Đứng lên rồi đổ. Ló cái mặt ra. Có đạo diễn nè. Anh này anh sống ở Đúc, giờ anh về anh thấy cái gì anh cũng mê trên. Dâu này để chụp cho mấy đang hả? Không, đang chẳng ngọt nha. Đi. Mình này có cái mương. Trời ơi, này răng võng ngủ đã. Mũi hả? Thì tất nhiên phải có mũi. Đó. Nhưng mà mấy cây này dễ, cái là dễ trèo. Nó ở nằm dưới. Trời ơi, sao có dâu để nó bị con gì ra sao mà nó... Khi chín quá, anh hái không kịp. Lấy tràn đồng. Đây. Có cái. Có cái chua cái không.
Trời ơi nè, ở trong vườn rất nhiều mương. Trời ơi nó rụng. Cái này nó rụng biết bao nhiêu lá, biết nhiêu cây, biết nhiêu tán. Sao thấy để rụng hết cũng vậy nha. Không biết đậu chua đúng không? Cái này ngon mà. Có cây nải không kia. Mấy chụp thôi nhiều quá rồi đâm. Anh đưa bên kia nó thấy nó buồn nữa. Thèm. Chứ mấy em canh tới mùa trái cây gì mình trở về rồi giờ mày dắt nó đi vậy. Này ngon nè. Ừ. Lên. Đây. Đưa điện thoại đây. Cẩm này. Thôi được rồi. Khoan khoan đã chụp hình mỹ khoan thấy mỹ. Nhờ qua cái dâu xanh có tên là Gia Bảo nha. Không, cái này hoàn toàn không phải cái mang không muốn làm sử dụng hết. Tự nhiên hết. Sao lại không biết chín chưa, cái lửa trái lớn ngắt à. Cái này khoảng 20 người. Cái này ngọt nè. 20 người. Cái này trong cây này nè. Không, cái kia cũng ngon lắm, có cây thay hơn nữa. Ở trong kia một đống, trong kia vỏ, trong kia nữa kìa. Cây xanh Gia Bảo, có tên là Gia Bảo. Không, cái Gia Bảo là tên, có tên từ xưa giờ ông, không phải là tự đặt đâu, ông Lâm nói mày tự đặt cho nó. Tên là Gia Bảo. Mày nhớ hả? Đi đường. Chỗ đi đường ngay hả? Ăn lại chắc trừ có ông luôn. Nội mà anh thấy không có ông là anh thấy mất hồn rồi. Trời ơi, là không thương tiếc hả? Thì nó có một cỡ hả? Cái đâu hai cỡ đâu. Trời ơi, trái quá trời, nhìn thấy mê quá các bạn ơi. Vậy là măng cục không còn chín trên cây nữa phải không? Mới bắt đầu chín là hái hết rồi. Ngày mai mới hái. Là ở đây hồi sáng này có hái không? Không. Vậy còn trái nào hường hường không? Có. Trái nhiều ghê nhưng mà nó chưa có chín. Không, như là ra vườn là không có thấy trái chín đâu, nó cứ hường hường là không có biết. Ủa? Nhưng mà nó bắt đầu tháng này là tháng. Ủa, cái này mới dựng hả? Dạ. Cái khác. Tháng này là bắt đầu măng cục đầu mùa. Nhánh nó sát đất thì nó dễ trèo. Mà cái này ở dưới lá không có rớt, không có gì đâu. Nhưng mà nhánh quá dễ trèo luôn á. Nhánh như cái thang rồi. Nó bắt hang, nó đẩy cái bốc mà nó không chịu hái. Mới còn lại những trái chín này nè. Đó, thấy chưa? Đây thấy rồi nè. Nhưng mà này là chín nhiều rồi, phải không? Đó, chín nhiều rồi đó. Rồi vậy là hái là vừa hay là trễ hay là sớm? Không, nó phải xanh hơn. À, xanh hơn hả? Tức là mình hái về thì mình để cho chín hả? Tức là cái trái nó chỉ cần hường hường xíu thôi là người ta hái, chứ không để như vậy là trễ. Tại nó đây còn trái này nè, này trái chín cây này người ta chưa có hái nên giờ nó đỏ nhiều à, chứ hường hường là ta hái mất rồi.
cái này chín không ta? Chỉ cần có màu hường trên cái trái là nhưng hay mà nhìn này đâu thấy hường không phải trên đây cái này thử có hường không nói hường này chín rồi đó ừ đụng cái đó nè nó chín nó dễ hái quá em kìa đó, đó đúng rồi cây này chưa hái nên nó còn nhiều nè cái đây trồng kia nó nặng tay ấy chưa được nhiều khi vậy mình ăn sớm nó có mũ mũ giòn cứng đúng rồi. Rồi cái này mình để dưới nó chín không không để tự nhiên chín nè nào trong đó là tự, đã có giống ừ đúng rồi là tự nhiên để về nó chín rồi không cần làm gì hết trơn để như là chín hết tán ra chín không trời tại tán ra chín. Đi hái dâu. Người ta mới đặt 10 cái dâu. Nên anh chủ nè, anh đi hái dâu. Để mình đi theo, mình quay cho các bạn xem nha. Này đi mày đi hoài mày nhớ đường chứ tao đi lần cái hết cái đường ra hết đường vô. Tao vừa mang cục này nó rộng lắm các bạn ơi. Mênh mông luôn, nhìn từ đầu này không thấy đầu kia. Cái tán cây nó rộng từ cái mương này qua tới cái mương bên kia luôn. Lá nó rụng xuống nhìn đẹp ấn không? Sạch sẽ sạch. Ăn giỏng nhìn sướng nằm ngủ sướng người ta nói là con muỗi. Ở bịch còn lót lá chi vậy? À, lúc để đất á hả? Coi như là hái hết một lần chứ đâu có lựa. Không, tại vì nó dục xanh này nó có cỡ rồi, nó trổ một lượt luôn rồi. Chứ nó không có phải như cái dục xin mà nãy là hái. Cái này phải có đầu móc á. Đầu móc nó có cái khói chỉ á. Hái xong 10 cái dông này mình tạm dừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cái vườn dông này rộng lắm nên có dịp mình sẽ ghé lại một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.